Những ngày này, căn nhà số 253/19, dãy nhà C, khu tập thể đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, tấp nập hơn thường lệ. Những người yêu mến nhạc Trịnh đã tạo ra không gian ấm cúng và sâu lắng này để tưởng nhớ nhạc sĩ thiên tài. Họ gọi không gian này là gác Trịnh. Ý tưởng được tạo ra từ lời hát "Một đêm bước chân về gác nhỏ" trong ca khúc "Đêm thấy ta là thác đổ" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cái cơ duyên đến là cách đây khoảng hơn nửa tháng thì là cái căn nhà này được trả lại và chúng tôi ngay lập tức là bắt tay vào sửa sang nó lại để biến ở nơi đây thành một cái không gian lưu niệm Trịnh Công Sơn để cho thỏa lòng ước mong của những người yêu mến Trịnh Công Sơn có nơi để lui đến. Ở đây tôi thấy không gian văn hóa rất là đặc trưng và nó mang lại cho những người yêu nhạc Trịnh được cái biết về cái căn gác ngày xưa của Trịnh Công Sơn ở như thế nào. Thứ hai nữa là lưu lại những di sản của ông từ những ngày mà ông còn sống, và thứ ba nữa là sẽ đem cho những người bạn trẻ, những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn họ được biết về rằng âm nhạc của ông và cuộc sống ở ông là như thế nào. Gác Trịnh là một không gian đầy hoài niệm nhưng cũng là một không gian mở để mọi người có thể đến trong các hoạt động giao lưu, triển lãm, giới thiệu tác phẩm mới. Mặc dù những kỷ vật, những tư liệu hiện nay chưa nhiều, nhưng gác Trịnh đã nhận được những tín hiệu vui từ những người bạn của Trịnh Công Sơn ở trong và ngoài nước. Họ sẽ chia sẻ thêm những tư liệu, hiện vật quý liên quan đến người nhạc sĩ tài hoa, trong đó có cả những tài liệu rất ít người biết đến. Một bảo tàng nhỏ sẽ được xây dựng từ đây trong một không gian văn hóa Trịnh đầy cảm xúc. Hôm nay thì chúng tôi đã có một cái số hiện vật, một số tranh tưởng niệm Trịnh Công Sơn giống như những bức tranh của Hoàng Đình Nhuận. Trong tương lai thì gác Trịnh sẽ làm những cái việc là chúng tôi cố gắng để duy trì nó, để làm sao cho ở nơi đây tổ chức những cái cuộc sinh hoạt văn hóa, giới thiệu các tác giả tác phẩm, triển lãm tranh hay tổ chức những cái đêm nhạc. Những cái mong ước đó thì nếu được muốn mà làm được những cái chuyện đó thì phải có, tôi nghĩ là với những anh em chúng tôi không thể đủ sức duy trì. Tôi muốn là mong muốn của chúng tôi là làm sao mọi người cùng chung tay để duy trì căn nhà này trở thành một cái không gian lưu niệm riêng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Căn gác này